Máy bán chưa Tâm? Chưa chú ơi. Ê, đang làm gì á? Đang cho nổ chú. Thử à? Dạ. Máy ngon dữ ấy, coi chừng tắt máy ra. Bán nhiều chú mua, chú thấy hay quá mua về chơi. Cũng nghe không biết rồi hỏi chủ. Cái đời này nó mới không? Cái đời cu ta mà chú. Cu ta sao nó lóc vàng? Cu ta mà. Có nhầm không á? Cu ta mà. Hả? E70. Màu vàng thường thường của dân ma chứ làm gì có cu ta, ta ta. Có à? Lần đầu tiên mới thấy nha, độc lạ nha. Ô cái bình dầu đó nó độc lạ vậy đó hả? Dạ. Nó có cái gì trùm lên đây không? Hay là như vậy? Có. Cái gì? Trùm trùm chỗ nào? Trùm lên đây có bọc lại. Ở trong kính lại hết luôn à. Để vậy nó đẹp hơn chứ. Cái này chạy xăng hay chạy dầu? Xăng vô, khá là dầu. À dầu à? Lộn. Cái này bật đạn hay bà về? Bật đạn vô. À. Cút bằng. À cút bằng bật đạn nè. Máy này là máy ngựa. Bảy ngựa hả? À? Ô mua một cái này về đẹp quá, mua về chơi được á ha. Nhìn nó xét rẹt vậy mà nó cũng nổ à. Nó cái đó là chỉ vẽ bề ngoài thôi. À. Bề ngoài nét hơi như mà. Nó nổ sao nó cây giật vậy? Không, nó bị rung á. Ý là nó giật vậy nó ngon hay nó dở? Ngon chứ, máy nổ êm thôi chứ. Nè rồi, vậy đỡ rung nè. Càng có nước trong này chưa? Đó. Ôi trời chưa có thì tắt đi chứ. Sao đâu mình nó thiếu đâu. Thôi. Bành máy. Nhưng mà giờ đừng ướt vô rồi ướt vô là. Hả? À? Đâu ngồi yên coi. Quay lên đây nhìn coi. Rồi, được. À, bành máy không? Giờ đưa cho bành liền, đang nóng không. Nước thì muộn nước được. Giờ chú múc tự một ca chú đổ vô coi bành không? Hả? Không được à? Ngồi vậy nó rung không? Rung. Tê luôn. Có khi nào dập hòn không? Không. Hả? Tê không dập. Tê. Mày ngồi đã sao mày ngồi hoài mày? Tê quá đã. Ồ hay quá. Không tắt luôn nè. À. Không có tắt máy đâu. Vậy hả? Ngay quay nè, nổ nè. À, nổ đã ta. Nổ ghét ta. À? Nổ kìa. Ôi cha nó nổ tua à. Ô cái dàn bét này. Bét tôi nó làm giống như nó hai tầng ha. Yeah. Bét kim à. Bét kim á. Wow. Nhưng mà làm cái áo ngoài từ giày nè. Máy nổ đếm được tua luôn á. Ừ. Đã thiệt. Đi dàn mã xấu nhưng mà cái nguyên liệu bên trong rất là tốt. À. Quan trọng cái liệu bên trong thôi. Ừ. Nhiều cái xuống mà anh, xuống. Nhiều cái đẹp nhưng mà nó nổ không ngon. Đã quá ha. Đã thiệt. Hồi nãy không chế miếng nước, chế sẵn nước vô đi. Thôi vậy chế được, nó máy chế không được. Ăn. Không được, giờ chế vô không được. Nó có đèn không ta? Không chú. Ở đâu khu ta chỗ nào? Ta thấy có cái chỗ nào của Kubota đâu. Nhưng mà máy này là máy Kubota bao. À. Nếu mà ai kêu phải Kubota. Uống này lóc nhôm hả ta? Lóc nhôm đúng rồi. Sao? Lóc nhôm luôn. Cái đời này lạ nha. Mà cái đời này đời mới hay đời cổ? Đời mới đổi chú. Kubota đó là đời cổ đâu. Ý là đời này nó mới hay là đời cổ? Đời này không biết nữa, không biết đời được. Mà nhìn nó xét rẹt xét ra. Mà máy thì nổ ngon. Dán kéo gió vô nhìn khác liền. À đâu cháu gắn thử coi, áo gió đâu, giờ gắn luôn à. Gắn luôn nhìn khác liền. À ô đẹp vậy ta. Yeah.
đẹp ha. Thiệt không? Thiệt không đó? Ba đợt tỷ. Con này mấy triệu? 7 ngựa 7 triệu. Không biết rồi. 7 ngựa phải 10 triệu á. Ha. Không có rồi, phải đâu. 8 triệu. Rẻ lắm. Thật á hả? Ha. Dạ. Thật rẻ hả? Nó rẻ. Rẻ là cỡ bao nhiêu? Đoán nữa coi. 7 triệu. À, 7 triệu hả? Ô, 7 triệu mà mua cái này về Sài Gòn. Chết mẹ, chửi thề, quên lại chửi thề tiếp. Rồi.